Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xã Phương Tiện Kinh Quyển 1 Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng Triêu Phụng Đại Phu Thúy Quang Lộc Khanh Truyền Pháp Đại Sư Tứ Tử Thần Thí Hộ Phụng Chiếu Dịch. Tôi nghe như vậy, bây giờ Đức Phật ở trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ, cùng với chúng đại tỳ kheo 8.000 vị, Bồ Tát 16.000 vị. Các vị Bồ Tát này trí huệ phương tiện thần thông đều đầy đủ, biện tài vô ngại, được đại tổng trì môn. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trên đài pháp tòa, vô số trăm ngàn đại chúng đều cung kính vây quanh lắng nghe ngài thuyết pháp. Lúc đó trong hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Trí Thượng từ tòa đứng dậy, trên áo bày vai bên phải, với bên phải quỳ sát đất, lễ sát chân Đức Thế Tôn, đảnh lễ xong chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con có chút ít thắc mắc, muốn thưa hỏi Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Xin ngài thương xót ban cho con lời hứa khẻ. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Trí Thượng: Tỳ nam tử cho phép ông hỏi, này đã đúng thời. Chư Phật Như Lai bất kỳ khi nào hỏi ta đều vì mỗi mỗi vị mà diễn thuyết, khiến kia nghe rồi lòng sanh hoan hỷ. Bây giờ Đại Bồ Tát Trí Thượng bạch Phật: Thưa Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát thiện xả phương tiện? Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con giảng rõ. Phật bảo Đại Bồ Tát Trí Thượng: Thì nam tử ông hãy nên biết, Bồ Tát Ma Ha Tát đầy đủ phương tiện thiện xảo, dùng phương tiện khắp khiến chúng sanh như lý tu hành. Vì cớ sao? Bồ Tát Ma Ha Tát đầy đủ phương tiện thiện xảo cho đến khi ở trong các đường ác thú, các loại bàn sanh, Bồ Tát cũng đem bình đẳng nhất thiết trí tâm, phương tiện giáo hóa kia, rồi dùng thiện căn hồi hướng cho chúng sanh. Khi chúng sanh tu hành nhị pháp thì gọi là hai, là nhất thiết trí tâm và hồi hướng tâm, thì nam tử như vậy gọi là thiện xả phương tiện Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa, thì nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát đã đủ thiện xả phương tiện đối với chúng sanh có căn lành, thì Bồ Tát không ôm lòng phá hoại mà thường thương xót yêu thích, sanh tâm tùy hỷ, rồi dùng thiện căn tùy hỷ như vậy hồi hướng cho tất cả chúng sanh, lại dùng nhất thiết trí tâm rộng thí cho hết thảy chúng sanh, tuy khởi tâm bố thí nhưng không chấp trước, cũng không thấy có sở đắc, thì nam tử như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thiện xảo phương tiện. Lại nữa, thì nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát đầy đủ thiện xảo phương tiện nếu khi đi đến mười phương thế giới cho đến tất cả nơi chốn, hoặc khi thấy tất cả cây cỏ hoa lá nhiệm màu đáng yêu, Bồ Tát thấy rồi không sanh tâm sát hại hay chiếm lấy, mà còn niệm rằng hương hoa cây cỏ không thuộc về vật mình chiếm lấy, mà phải hiến cúng mười phương chư Phật, rồi đem căn lành này hồi hướng về nhất thiết trí, thì nam tử đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thiện xảo phương tiện. Lại nữa, thì nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát đủ thiện xảo phương tiện, tùy chỗ nào đến thấy tất cả chúng sanh được các điều an vui, Bồ Tát đều sanh lòng tùy hỷ, rồi đem tâm này và căn lành hồi hướng về nhất thiết trí. Lại, nếu Bồ Tát tùy theo đi đến chỗ nào, nếu thấy tất cả chúng sanh thọ các điều khổ não, Bồ Tát bấy giờ sanh lòng thương xót, liền phát lời nguyện kiên cố rằng: Ta nguyện thay chúng sanh thọ lấy các điều khổ não, nguyện hết thảy chúng sanh đều được an vui, rồi đem thiện căn này hồi hướng lên ngôi vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thiện xảo phương tiện. Lại nữa, thì nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát đủ thiện xảo phương tiện đến bất cứ nơi nào, nếu đảnh lễ một Đức Phật Như Lai, tức đồng với đảnh lễ chư Như Lai không khác. Vì có sao? Vì tất cả các Đức Phật Như Lai đều đồng một pháp tánh, đồng một giới phẩm, định phẩm, huệ phẩm, giải thoát tri kiến phẩm, cũng lại đồng một tâm ý tối thượng. Bồ Tát liễu tri như vậy rồi, cho nên chỉ cần cung kính cúng dường một Đức Phật Như Lai mà cũng đồng với cung kính cúng dường tất cả chư Phật Như Lai. Bồ Tát đem lòng rộng lớn độ khắp tất cả chúng sanh, thì nam tử như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phương tiện thiện xảo. Lại nữa, thì nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát đủ thiện xảo phương tiện nếu thấy có người tu đại thừa ở nơi pháp đại thừa sanh lòng thối chuyển, Bồ Tát bấy giờ biết tâm niệm kia rồi liền phát lời nguyện: Tôi nay vì người kia mà xưng tán bốn câu kệ, khiến kia như lý tu học, khiến không thối chuyển. Phát lời nguyện rồi liền nói: Những hành giả tu theo pháp đại thừa, nếu hiểu rõ bốn câu kệ này thì đối với tất cả ngữ ngôn đều thông đạt nghĩa thú, hiểu rõ như vậy rồi không sanh thối chuyển. Lại nữa, bốn câu kệ tôi vừa nói, nếu có người nghe nhận liền được biện tài của chư Phật. Ta sẽ đem thiện căn này khắp thí cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả được đa văn cổ túc.
nhiếp thọ được vô ngại biện tài của chư Phật thì nam tử như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thiện xảo phương tiện. Lại nữa thì nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát đủ thiện xảo phương tiện, hoặc khi đi đến nơi nào thấy người nghèo cùng hành khất, bấy giờ Bồ Tát đem lòng thương xót, liền tự nghĩ người kia đã tạo các nghiệp chướng nên thọ quyết định báo. Ta nay đối với đối việc này hoan hỷ hòa hợp, ai muốn gì đều ban cho không trái ý. Như lời Phật dạy, pháp bố thí có bốn hành tướng, đó là thí đại, tâm đại, vân vân. Tại này bố thí tuy ít nhưng nhất thiết trí tâm lại vô cùng. Nay tôi đem tâm trí này cho người đến sinh, tức thời dùng sức thiện căn, dùng tay báu thường xuất hiện đồ trân báu, khắp thí cho tất cả chúng sanh. Bố thí cho người cầu sinh như vậy thì công đức này chẳng khác gì công đức cúng dường chư Phật trong hiện tại. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thiện xảo phương tiện. Lại nữa thì nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát đủ phương tiện thiện xảo, nếu cùng cư trú một chỗ với Thanh Văn Duyên Giác thì Bồ Tát sanh lòng cung kính hàng nhị thừa Thanh Văn và Duyên Giác. Hoặc nhờ hai nhân duyên mà hiện sanh ngã tướng thế nào là hai? Một là Bồ Tát xuất sanh chư Phật Thế Tôn, hai là chư Phật Thế Tôn thành tựu từ Thanh Văn Duyên Giác. Bồ Tát do vậy mà có thể nghĩ rằng ta đây là bậc tối thượng trong chúng, làm sao có thể sanh lòng cung kính kia. Nhưng vị Bồ Tát này tuy nghe nói như vậy cho là phương tiện nên tâm không có dị tưởng. Thì nam tử như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thiện xảo phương tiện. Lại nữa thì nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát đủ thiện xảo phương tiện, trong hành bố thí thành tựu lục ba la mật đa tướng này như thế nào? Là Bồ Tát tùy các nơi chốn thấy có người đến cầu xin, Bồ Tát không có tâm bỏng sẻn vì theo chỗ người kia mong cầu mà bố thí. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu bố thí ba la mật đa. Khi bố thí như vậy, Bồ Tát tự tu trì giới hạnh. Lại hay nhiếp phục được những người phá giới, khiến khi ăn trú vào thanh tịnh giới. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu trì giới ba la mật đa. Khi tu tập như vậy, Bồ Tát đem từ tâm làm đầu, lại khởi tâm không phá hoại, mà chỉ khởi tâm cứu hộ, tâm bình đẳng, khởi tâm như vậy. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Khi tu tập bố thí như vậy, nếu có người cần ăn uống hay cần gì, Bồ Tát đều cúng thí. Bồ Tát đến đi, dừng ở nơi đâu thì thân thể, ngôn ngữ, tâm niệm đều không sanh giả đãi lười mỏi. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu tinh tấn ba la mật đa. Khi Bồ Tát tu tập bố thí như vậy, cúng thí cho bất cứ chỗ nào, tâm Bồ Tát đều an trú nhất cảnh, không khởi tâm tán loạn. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu thiền định ba la mật đa. Khi tu tập pháp bố thí này, Bồ Tát đều biết người bố thí như vậy, người nhận như vậy thì được quả báo ra làm sao. Biết như vậy rồi, Bồ Tát xứng lượng so sánh thấy thể đều bình đẳng, không hướng tâm đến pháp tiểu thừa. Đây gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu trí huệ ba la mật đa. Thì nam tử như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thiện xảo phương tiện, trong tất cả hạnh bố thí thành tựu sáu pháp ba la mật đa. Bây giờ đại Bồ Tát trí thượng lại bạch Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành bố thí đã được những thiện xảo phương tiện như vậy. Nhờ phương tiện thiện xảo này mà Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi luân hồi khổ não, khắp nhiếp tất cả tạng pháp của chư Phật. Phật bảo trí thượng Bồ Tát: Như lời ông nói, đúng vậy, đúng vậy. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát đủ phương tiện thiện xảo là trong mỗi hạnh bố thí thành tựu vô lượng lợi ích thắng hạnh. Bây giờ Đức Thế Tôn là bảo đại Bồ Tát trí thượng, thì nam tử ông này nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát độ thiện xảo phương tiện, cho dù lúc nào đó có tội cực trọng thì Bồ Tát cũng không hoại mất căn lành. Thế nào là không hoại? Nghĩa là vị Bồ Tát bất kỳ khi nào hay gặp chúng ác tri thức thì khuyến dụ họ ra khỏi trọng tội và chánh đắc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Lúc bấy giờ Bồ Tát tự tư duy: Cho nay mong sao có thể ngay thân này chánh đắc niết bàn, đoạn tận luân hồi. Còn nếu không kham nhiệm tinh tấn thì làm sao độ tất cả chúng sanh ra khỏi luân hồi? Ta nay không nên vì nhân duyên này mà phá hoại thiện tâm. Vì sao? Ta muốn độ tất cả chúng sanh đang trong cõi sanh tử luân hồi, dẫu có tội cực trọng cũng không đoạn mất căn lành. Thì nam tử ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thiện xảo phương tiện. Lại thì nam tử, nếu xuất gia Bồ Tát có tâm phân biệt liền sanh tác ý dị biệt. Nếu ai có phạm bốn tội căn bản thì Bồ Tát đủ thiện xảo phương tiện khiến cho kia sám hối. Thì nam tử ta nói Bồ Tát kia vô tội. Bây giờ đại Bồ Tát trí thượng bạch Phật: Thưa Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát cũng có tội? Phật bảo trí thượng Bồ Tát Ma Ha Tát:
thì Nam Tự nếu có nói Bồ Tát không có tội, làm sao Bồ Tát ở trong trăm ngàn kiếp học Ba La Đề Một Xoa mà có phá căn bản quả? Thì Nam Tự hôm nay nên biết, Bồ Tát tuy có thể năng nhẫn tất cả lời nói thiện, lời nói ác của chúng sanh, nhưng lại trong pháp thanh văn duyên giác lại tắc ý, nên ta nói Bồ Tát phạm bốn căn bản tội. Như thanh văn do theo người mà phạm bốn căn bản tội rồi thì không thể đủ sức chứng ngộ niết bàn. Xuất gia Bồ Tát cũng là như vậy, phạm tội rồi đã không sám hối, xả bỏ, lại tắc ý giới pháp thanh văn duyên giác thì cũng lại không thể kham nhiệm, không thể chứng đắc cảnh giới niết bàn. Bây giờ tôn giả A Nan ở trong hội chúng đến trước Phật thưa Thưa Thế Tôn, trong đại thành sẽ về có một vị Bồ Tát tên là Quan Tụ Vương. Bây giờ con vào thành sẽ về khất thực, ở trong thành không nhìn thấy vị Bồ Tát kia. Do lúc đó Bồ Tát Tụ Quan Vương riêng vào trong làng xóm cùng với một người nữ cùng ngồi cùng nói lời phi pháp, cho đến đó thấy rồi Bồ Tát của An Nhiên như không có gì mà còn thuyết phạm pháp phạm hạnh. Kính bạch Thế Tôn Như Lai, bậc thầy cả trời người, không gì không biết, không thấy, không hiểu, điều con thấy việc đó là thế nào? Xin Thế Tôn khai thị cho con. Khi Tôn giả A Nan hỏi lời này, trong hội chúng của Đức Phật, đất chấn động mạnh. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tụ Quan Vương hiện thân trên hư không, cao hơn một cây đa la, để ở trong hư không nói với Ngài A Nan rằng, Tôn giả A Nan, ý ông nghĩ sao? Người phạm phi pháp thì đâu có thể trú trong hư không như thế này. Bấy giờ Tôn giả A Nan đối trước Như Lai hướng lên không trung hỏi rằng, Bồ Tát Tụ Quan Vương hướng về con thấy được các sự tướng, làm sao mà Bồ Tát lại có việc phi pháp? Khi Tôn giả A Nan nói lời như thế, Đức Thế Tôn duỗi chân ấn trên đất. Bấy giờ chư Phật Thế Tôn trong cõi nước khác hiện trong không trung mà nói rằng, Bồ Tát đã lìa phi pháp, ta biết việc này, ta chứng việc này. Đức Phật kia nói rồi, ẩn mất không hiện. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Ngài A Nan, ông không nên đối với chánh sĩ Đại Thừa Bồ Tát sanh nghĩ tưởng sai lầm. Này A Nan, thế như thanh văn sơ trung nhị quả, thì với người cầu đạo vô lậu, không cho là khó. Bồ Tát, Ma Ha Tát đủ thiện xảo phương tiện cũng như vậy, đối với việc cầu nhất thiết trí không cho là khó. Vì có sao Bồ Tát đã lìa buộc ràng quyến thuộc, để hay ăn trú trong Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, không hoại mất niềm tin thanh tịnh, không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Này A Nan, phải biết nếu có người ăn trú trong hạnh Bồ Tát, không lìa nhất thiết trí tâm, thì dẫu có đùa giỡn với rong chơi trong Pháp, ngũ dục cũng không phạm lỗi lầm. Tất cả chư Phật Như Lai được năm căn đầy đủ, nghĩa là như thế. Này A Nan, như ông đã thấy nhân duyên của Quan Tụ Vương Bồ Tát, tới nay vì ông tuyên thuyết lời như thật. Này A Nan, ông này nên biết, Quan Tụ Vương Bồ Tát đến trong tụ lạc cùng ngồi, nhưng người nữ kia trong 200 kiếp đời quá khứ đã từng cùng Bồ Tát kết duyên vợ chồng, cho nên nay người nữ ấy khi thấy Quan Tụ Vương Bồ Tát oai quang cát tường, giới lực đầy đủ, người nữ kia thấy rồi, do nhân duyên đời trước nên sanh phát niệm tưởng thô trược, nên dùng căn lành nghĩ như vậy. Mong sao cho tôi được Quan Tụ Vương Bồ Tát đến nhà cùng ngồi một chỗ, khiến con phát khởi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Này A Nan, bây giờ Tụ Quan Vương Bồ Tát biết tâm niệm của người nữ kia rồi, liền trong đêm ấy đi đến nhà kia cùng với người nữ ấy ngồi chung một chỗ, rồng tuyên thuyết vô lượng pháp môn. Bây giờ người nữ thân tâm đều trang nghiêm thanh tịnh ngay thẳng. Khi Bồ Tát Tụ Quan Vương cùng ngồi xuống, liền cầm tay phải người nữ đó nói bài kệ khen rằng, Phật không ngợi khen pháp nhiễm dục, ngu si đắm mê mà hành động, nếu hay đoạn trừ tâm dục ái, Phật nói người này là tối thượng. Này A Nan, bấy giờ người nữ kia nghe bài kệ tụng này rồi sanh lòng hoan hỷ, liền từ tòa đứng dậy chắp tay cung kính đảnh lễ dưới chân Quan Tụ Vương Bồ Tát, rồi nói bài kệ: con vốn không tâm tham ái dục, vì biết Phật pháp không khen dục, nếu hay đoạn trừ tâm ái dục, Phật nói kia đắc tối thượng đạo. Nói xong bài tụng này là nói bài tụng khác: phải biết như tâm con suy nghĩ là nói chân thật không sai khác, nếu người dưới cầu Bồ Đề Phật, tất cả chúng sanh được lợi lạc. Ngài này A Nan, lúc bấy giờ người nữ ấy được Bồ Tát Quan Tụ Vương thiện xảo phương tiện khai đạo, liền phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Bấy giờ Bồ Tát liền từ tòa đứng dậy đi ra khỏi nhà kia. Này A Nan, ông này nên biết, ta xem thấy người nữ kia thân tâm thanh tịnh, dòng ảnh vượt trội, nếu ta thọ ký cho kia sẽ thành tựu chánh quả.
Này A Nan, người nữ kia, từ đây sau khi mạng chung sẽ được chuyển thân nữ nhân thành nam tử. Từ đó về sau trải qua 999 vạn a tăng kỳ kiếp sẽ thành Phật hiệu là Cận Sự Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện trên thế gian. Này A Nan, cho nhân duyên này nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát đã lìa xa ràng buộc quyến thuộc ân ái, tất cả phi pháp vĩnh viễn không sanh khởi. Bây giờ Tổ Quang Vương Bồ Tát Ma Ha Tát nghe Đức Thế Tôn nói lời như thế xong, liền từ trong không trung cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Lễ xong chắp tay ở trước Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đủ thiện xảo phương tiện, rất trong hạnh nguyện đại bi, ban cho chúng sanh sở lợi ích. Thưa Thế Tôn, con nay cũng thành tựu hạnh này. Lại nữa, thưa Thế Tôn, nếu có vị Bồ Tát hay vì tất cả chúng sanh phát khởi thiện căn, thì đối với các sắc ái sẽ không khởi tâm nhiễm trước. Nếu như có khởi tâm ái nhiễm, thì sẽ thọ khổ trong 100.000 kiếp. Thưa Thế Tôn, nếu vị Bồ Tát kia khởi tâm ô nhiễm, thì sẽ thọ khổ địa ngục. Phải biết Bồ Tát một khi bỏ mất căn lành đối với chúng sanh, thì khiến cho thiện căn không thể thành tựu. Bây giờ Thế Tôn khen Quang Tụ Vương Bồ Tát lành thay, lành thay. Bồ Tát, chánh sĩ, như lời ông nói, đúng vậy, đúng vậy. Nếu ai an trú trong tâm đại bi, thì hay cứu giúp tất cả chúng sanh đoạn trừ tất cả tội cấu. Thiền nam tử, ta nhớ vào đời quá khứ A Tăng Kỳ Kiếp có một Ma Noa Phược Ca, tên gọi là Quang Minh. Lúc được 42.000 tuổi, Ma Noa Phược Ca tu trì phạm hạnh, không còn lỗi lầm. Và 42.000 tuổi rồi một lần nhân có nhân duyên, đi vào trong vương thành thần thông. Ở trong thành kia gặp một người nữ tên là Già Trá. Bây giờ người nữ kia thấy Mana Phược Ca sắc tướng đoan chánh, người nữ kia thấy rồi liền khởi tâm ái dục, đi đến phía trước đảnh lễ và dừng lại. Này Quang Tụ Vương, bây giờ Mana Phược Ca hỏi người nữ kia: Nay nữ nhi vô cô mong cầu điều gì? Người nữ đáp: Con nay muốn cùng Mana Phược Ca kết duyên vợ chồng. Mana Phược Ca nói: Ta không từng đối với nữ nhân sanh dục tưởng. Mà nữ lại nói: Tôi nếu không được cùng ông kết duyên vợ chồng thì không bao lâu nữa tôi sẽ mạng chung. Bây giờ Mana Phược Ca nghĩ: Ta trong 42.000 năm tu trì phạm hạnh không hề phạm cấm giới, bây giờ ta quyết không nên thọ phi pháp nhiễm ô, nên lìa xa người nữ này. Nghĩ như vậy xong liền cách xa người nữ kia 7 bước. Qua khỏi 7 bước rồi liền trở lại chỗ cũ về người nữ kia, phát lòng đại bi suy nghĩ mà nói rằng: Ta lúc này phát tâm mạnh mẽ, nếu có phạm cấm giới, dù có đọa khổ báo địa ngục cũng không nên xa lìa khiến cô ta mất mạng. Bây giờ người nữ kia nghe thế rồi, tâm sanh vui mừng, đạt được ý muốn nên không mạng chung. Này Quang Tụ Vương, bây giờ Quang Minh Ma No Phược Ca liền cầm tay người nữ già trá kia mà nói rằng: Như chỗ cô mong muốn, tôi nay thuận theo ý của cô. Tôi là Quang Minh Ma No Phược, còn với người nữ tên già trá kết duyên vợ chồng 12 năm. Mà nó Phật kê qua 12 năm sau là tinh tấn tu hành phạm hạnh, nên sau khi mạng chung đi sanh lên cõi trời phạm thiên. Này Quang Tụ Vương, ông nay nên biết Quang Minh Mà nó Phật kê ấy không phải ai khác, chính là ta ngày hôm nay, còn người nữ tên Già Trá nay là Gia Du Đà La vậy. Bởi vì sao? Ta lúc bấy giờ chỉ sanh khởi một niệm đại bi, lại trở lại tu phạm hạnh nên được sanh cõi trời phạm thiên. Như vậy ta ở trong 10.000 kiếp thọ thân luân hồi, tuy thọ thân này nhưng không nhàm chán. Này Quang Tụ Vương, chúng sanh nào mà không đầy đủ thiện xảo phương tiện thì sẽ thọ khổ địa ngục trong kiếp luân hồi. Các Bồ Tát cho đầy đủ thiện xảo phương tiện nên được sanh lên cõi phàm thiên. Quang Tụ Vương, như tôn giả Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là bậc đại A La Hán, dẫu là thần thông và trí huệ đệ nhất trong hàng thanh văn cũng chưa có thể đầy đủ thiện xảo phương tiện. Này Tụ Quang Vương, nay trong pháp của ta có một vị tỳ kheo tên là Câu Ca Lê Câu bị đọa trong địa ngục, việc ấy là thế nào? Này Quang Tụ Vương, Như Lai nhớ trong Phật pháp của Đức Phật Câu Lưu Tôn đời quá khứ có một tỳ kheo tên Vô Cấu, bây giờ vị tỳ kheo đó tu hạnh A Lan Na, hạnh Đầu Đà, độc cư trên ngọn núi cao. Cách ngọn núi không xa có 5 vị thông tiên ở riêng một chỗ. Bỗng một hôm trời làm mây đen, mưa to gió lớn. Lúc đó 5 vị thông tiên ở gần đó đến nơi ngọn núi cao của tỳ kheo Vô Cấu muốn não hại để phá phạm hạnh. Bây giờ 5 vị tiên nhân đi vào, tỳ kheo đi ra, tỳ nhân thấy rồi sanh tâm lỗi lầm, sanh lòng khinh bán sằng bậy và suy nghĩ rằng:
Vô cấu tỳ kheo này, tối thất phạm hạnh, muốn làm việc phi pháp. Bây giờ tỳ kheo biết tâm niệm của tiên nhân rồi, liền bay lên hư không cao bằng 7 cái đa la. Khi thấy tỳ kheo trong không trung, tiên nhân nói: ta mục đích đến đây để phá phạm hạnh của ông, nên ông lại ở trên hư không chăng? Tiên nhân nói xong, tỳ kheo liền trên không đi xuống. Đảnh lễ năm vị tiên nhân, không còn bay lên hư không nữa. Bây giờ ngay tức khắc, toàn thân tiên nhân rơi vào địa ngục. Này Tổ Quan Vương, ý ông nghĩ sao? Bây giờ vô cấu tỳ kheo đâu phải người nào lạ, chính là Từ Thị Bồ Tát. Cả năm vị tiên nhân ấy tức câu ca câu là tỳ kheo. Này Tổ Quan Vương, do nhân duyên này nên biết cả nhớ thanh văn duyên giác đều là do Bồ Tát Ma Tát Thiện Xảo Phương Tiện trí huệ. Này Tổ Quan Vương, là như thế gian có người Nga Nika 64 nghề nghiệp đều đầu thông, là người ưa thích tài bảo, bất kỳ chỗ nào người đó đến thì tài nghệ đều thông giỏi, tất cả vật dụng xài dùng đều đầy đủ, ta nhận tài lợi từ rất nhiều người. Sau lại vong ân sanh lòng phụ bạc, cũng vậy Bồ Tát Ma Tát đủ thiện xảo phương tiện cũng là như vậy, ở trong mọi nơi đều đem các phương tiện cứu độ chúng sanh. Tuy nhiên đối với tất cả chúng sanh thì Bồ Tát thiện xảo phương tiện không lòng cầu mong báo đáp. Bồ Tát thấy những chúng sanh có căn lành thì khuyến khích khiến tăng thêm. Bồ Tát do tu tập căn lành này khắp khiến chúng sanh phát sinh các công hạnh thù thắng. Bồ Tát cũng lại không hay đắm say trong hí luận giỡn cười, tuy có thuận hành mà đã xả ly, lại tâm không bị trói buộc. Này Tổ Quan Vương, khi Bồ Tát thấy các loại bàn xanh khác nhau trong thế gian, hoặc thấy diệu hoa sắc hương đầy đủ, thì đối với bàn xanh và hương hoa Bồ Tát cũng không sanh khởi một niệm ham thích. Bồ Tát đủ thiện xảo phương tiện cũng là như vậy, thì thọ tất cả hí luận khoái lạc vân vân, nhưng chưa từng khởi niệm ham thích, không tự tác, không tha tác, không tâm không kẹt vào đâu cả. Này Quan Tụ Vương, là như đất đai màu mỡ trong thế gian, trong các loại hạt giống thì nhất định sẽ sanh mầm kết trái. Bồ Tát đủ thiện xảo phương tiện cũng là như vậy, tu giải thoát môn không vô tướng vô nguyện thì nhất định xa lìa các nhiễm ô. Tuy cũng ở trong tất cả các pháp hí luận và các khoái lạc, Bồ Tát cũng không bỏ phế công phu tu tập. Đó là những công đức Bồ Tát thành tựu mà chư Phật ngợi khen. Này Tụ Quan Vương, là người như người thế gian nôm cá trong ao lớn, dùng lưới to bắt lấy cá tùy theo sở thích, hết thảy đều có thể bắt lấy hết, không bị rơi trở lại dòng nước. Bồ Tát Ma Tát đủ thiện xảo phương tiện cũng là như vậy, tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhất thiết trí tâm vững bền, rồi không rơi vào sinh lại sanh tử, tùy sanh qua cảnh giới nào cũng như vậy. Sau khi thân ngoại mạng chung, đi sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Phật thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh, quyển thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết